もしもし。Hi mọi người, lại là Ni đây. Cảm ơn mọi người đã click vào để xem video của Ni. Hôm nay mình sẽ ăn dưa hấu nha mọi người. Mình rất là thích ăn trái cây cho nên hôm nay mình sẽ thử thách bản thân xem có ăn hết một trái dưa hấu không nha. Mời mọi người cùng ăn với mình nha. Mình sẽ thử chấm dưa hấu với muối tôm xem nó có ngon không nha.
Mặc dù là mình rất thích ăn trái cây nhưng mà hôm nay mình chỉ ăn được khoảng nửa trái thôi mọi người. Mà trái dưa hấu này là 2,6 kg á mọi người. Dưa hấu rất là ngọt luôn mọi người và rất là nhiều nước. Mình sẽ up video tại đây, hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bye bye mọi người.